Chào mừng các bạn đã đến với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Tahiko. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm mới của công ty Tahiko, đó là dung dịch rửa xe không chạm Ventec V75. Sản phẩm dung dịch không chạm Ventec V75 là một cái sản phẩm độc quyền của công ty Tahiko, sản xuất theo công nghệ của Ý tại Việt Nam nên cái giá thành của nó rẻ hơn. Cái dung dịch rửa xe không chạm Ventec V75 này phù hợp với cái tiệm rửa xe ô tô và xe máy đã có giấy kiểm định chất lượng nên an toàn ra tay và không làm hại sơn xe. Cái sản phẩm dung dịch Ventec V75 này khác với cái thị trường là cái tỷ lệ pha của nó cao hơn và có thể rửa được cả khoang máy, dầu mỡ và rửa gầm xe, và đặc biệt là các vùng đất đỏ ở trên Tây Nguyên, cái dung dịch Ventec V75 này có thể đánh bật được hết tất cả vết bẩn. Tỷ lệ pha của cái dung dịch Ventec V75 này thì đối với cái bình Canon Farm á, thì mình pha tỷ lệ của nó là 1:9. Đây là cái bình Canon Farm, nó đã có cái thể tích ở bình đây 900ml dung dịch và 1% 900ml nước và 1% dung dịch. Đấy là đối với cái bình Canon Farm. Còn đối với cái máy phun bọt tuyết inox thì mình tỷ lệ là 1:10, 9 phần nước. Các bạn có thể pha nước đổ đến đây và 1 phần dung dịch và có thể xịt đều lên xe và sử dụng được rồi. Hiện nay thì công ty Tahiko cái dung dịch Ventec không chạm V75 này có 3 thể tích để cho các bạn lựa chọn. Trên tay tôi đang cầm 5 lít và cái 1 lít cho người mới sử dụng, và cuối cùng là ăn 20 lít cho các tiệm rửa xe ô tô và xe máy. Vừa rồi tôi có chia sẻ với các bạn về cái dung dịch rửa xe không chạm Ventec V75 của công ty Tahiko. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment phía dưới để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn hơn. Thấy video hay thì nhớ bấm nút like và chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.